Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Người dân vui vẻ phấn khởi khi đi làm căn cước mới. Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Cử tri Pháp đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2. Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến kiến nghị xây dựng nghị định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe theo trình tự thủ tục rút gọn. Theo đó, Chính phủ đồng ý áp dụng trình tự thủ tục rút gọn trong xây dựng Nghị định 30/2023 sửa đổi Nghị định 139/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, về kiểm định xe cơ giới nhằm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đăng kiểm. Theo đó, tập trung vào hai nội dung, đó là không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề, không đóng cửa các đơn vị đăng kiểm có từ hai đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ đối với các vụ án bị khởi tố trước ngày 8 tháng 6 năm 2023, trước thời điểm ban hành Nghị định 30/2023. Chính phủ cũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định theo quy định trình Chính phủ ban hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Tại tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2801S hiện có một đăng kiểm viên và một đăng kiểm viên được sự hỗ trợ từ Trung tâm Đăng kiểm 3605D Thanh Hóa, và việc hỗ trợ này cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Hy vọng với Nghị định 30/2023 sửa đổi Nghị định 139/2018, việc thiếu hụt nhân sự sẽ được khắc phục trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 8 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, 1 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 5 dự án được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.500 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án toàn tỉnh có 718 dự án còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 260.000 tỷ đồng, gồm 36 dự án FDI và 682 dự án đầu tư trong nước. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, nhưng công tác thu hút đầu tư đạt được kế hoạch đề ra, đồng thời cho thấy tỉnh Hòa Bình là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết những hạn chế để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, kết hợp với tăng cường các biện pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Cùng với đó, ưu tiên phân bổ nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển hạ tầng giao thông gắn với cơ sở hạ tầng khu cụm công nghiệp hiện có, tiếp tục triển khai các dự án tập trung vào lĩnh vực du lịch, đô thị sinh thái, công nghiệp tại các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình, mở ra cơ hội lớn để thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Thành phố Hòa Bình đang triển khai 97 dự án giải phóng mặt bằng chuyển tiếp từ năm 2023. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ban hành 21 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, 16 quyết định thu hồi đất của 16 dự án với tổng diện tích thu hồi trên 54,6 ha, tổng số tiền phê duyệt trên 75,3 tỷ đồng và đã tổ chức chi trả xong hơn 45 tỷ đồng. Diện tích bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là 15 ha, đồng thời ban hành 2 quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 3 dự án. Đường dây 110 kV Kỳ Sơn Lương Sơn, cụm công nghiệp Tiên Tiến xã Quang Tiến thành phố Hòa Bình, khu nhà ở sinh thái Mường Hoa. Công tác giải phóng mặt bằng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình dự án còn chậm. Thành phố Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý đất đai, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình xây dựng trên địa bàn, đảm bảo đúng trình tự, chế độ, chính sách và đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Từ năm 2019 đến nay, chương trình tín dụng ưu đãi được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Đà Bắc triển khai kịp thời đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong 5 năm qua, đã có gần 17.000 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền trên 759,7 tỷ đồng.
trong đó cho vay hộ nghèo đạt hơn 218 tỷ đồng với gần 4.100 hộ, hộ cận nghèo đạt trên 135,7 tỷ đồng với gần 2.600 hộ, hộ mới thoát nghèo đạt gần 40,1 tỷ đồng với 869 hộ. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện còn thực hiện cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, vay xuất khẩu lao động, vay nhà ở xã hội, giải quyết việc làm. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Đà Bắc tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng giao dịch, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo đúng đối tượng được vay vốn và người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2024. Ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế nhằm nâng cao năng suất giá trị. Trong đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tập trung vận động hướng dẫn người dân phương pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chú trọng phòng chống với thiên tai dịch bệnh gây ảnh hưởng tới sản xuất, triển khai kịp thời hiệu quả cơ chế hỗ trợ nông dân về giống phân bón, áp dụng khoa học kỹ thuật trên cây trồng. Kết quả 6 tháng năm 2024, tổng giá trị sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 1.200 tỷ đồng, đạt 52,7% so với kế hoạch, bằng 123,8% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững. Tại xóm Bùi Bái, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình và Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn vừa triển khai mô hình trình diễn trồng rừng gỗ lớn bằng cây giống chất lượng. Mô hình được thực hiện trên diện tích 3,1 hectare tại 2 hộ dân thuộc xóm Bùi Bái, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn. Trong đó, Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ trên 5.000 cây keo lai mô chất lượng, tiến hành chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ phân bón và các tài liệu hướng dẫn cho 2 hộ tham gia mô hình, tổng kinh phí trên 21 triệu đồng. Keo lai mô là giống keo lai được nuôi cấy bằng mô, thuộc dòng cây giống chất lượng cao. Ưu điểm của keo lai mô có tính đồng đều cao, sinh trưởng nhanh cho chất lượng gỗ tốt, đặc biệt năng suất cao gấp 4 đến 5 lần so với giống keo thông thường. Theo thống kê, toàn huyện Lạc Sơn có trên 12.000 hectare rừng trồng, trong đó chủ yếu là keo lai. Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn đã phối hợp với các xã thị trấn đưa vào trồng hơn 60 hectare giống keo lai cấy mô mới. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước có hiệu lực, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an trong tỉnh đồng loạt triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho công dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Ngay sau khi luật căn cước có hiệu lực, rất nhiều gia đình đã đưa trẻ nhỏ tới trụ sở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Hòa Bình để làm thẻ căn cước mới. Luật căn cước mới mở rộng thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên. Thu thập mống mắt là quy trình mới đối với luật căn cước 2023. Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người, trong các trường hợp khuyết tật vân tay bị biến dạng. Con cảm thấy là nếu mà làm căn cước nó nhỏ gọn, như kiểu cần đến giấy khai sinh hoặc là hộ chiếu thì nó nhỏ gọn, nó có thể tiện để đem đi. Nó thuận lợi là đi du lịch với bố mẹ thì bố mẹ không cần cầm cho, mình có thể tự cầm tại nó nhỏ gọn. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Hòa Bình, tính tới ngày 4 tháng 7, toàn tỉnh đã thu nhận được gần 750 hồ sơ làm căn cước cho trẻ nhỏ dưới 14 tuổi. Theo phản ánh của người dân, việc triển khai lấy thông tin hồ sơ cá nhân rất nhanh chóng và thuận lợi. Các thiết bị hỗ trợ thu nhận sinh trắc học hoạt động ổn định, không phải chờ đợi quá lâu. Trẻ dưới 14 tuổi cũng có thể được có căn cước công dân, để rất tiện cho việc là các cháu được đi cùng gia đình nhập cảnh các nước, nó rất là tiện lợi.
Và thêm một cái phần nữa là em vừa thấy là ken mắt nữa, bởi vì em cũng di chuyển và nhập cảnh ở rất nhiều nước, thì cái việc là mình hòa đồng với thế giới là rất là tiện ích, nó đỡ phiền hòa toái và đỡ mất nhiều thời gian. Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có những điểm mới đáng chú ý như sau: chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên, và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1/7/2024. Bổ sung quy định cấp căn cước điện tử, bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Công an tỉnh cũng đã tổ chức tọa đàm cũng như triển khai đến 100% cán bộ và lực lượng công an ở từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để anh em nắm chắc được các cái quy định này, triển khai cũng như hướng dẫn phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để thực hiện trong toàn tỉnh, đảm bảo làm sao hướng dẫn cho công dân và đặc biệt là các đối tượng được thu nhận căn cước mới sẽ biết và thực hiện làm sao cho hiệu quả nhất. Với những cái đối tượng mà sẽ thu nhận căn cước từ ngày 1/7 cho các cháu từ 0 đến 14 tuổi và những cái trường hợp mà trên 14 tuổi cấp đổi cấp lại thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng và chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để các công dân cũng như các cháu đến thực hiện làm sao mà với những cái thiết bị mới cũng đảm bảo nhanh nhất và tiện lợi nhất. Luật căn cước có hiệu lực là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta, đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Độc đáo nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông Bà Cò. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, thời gian qua các cấp ngành chức năng của tỉnh luôn coi trọng, quan tâm triển khai nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho trẻ em được sống, học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vào buổi chiều hàng ngày, nhiều trẻ tập trung tại Thư viện Cộng đồng Tổ 11 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình để đọc sách và tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt hè rất bổ ích đối với các em, nhằm tránh xa các thiết bị điện tử và các tai nạn thương tích có thể xảy ra. Thư viện Cộng đồng Thịnh Lang do tổ chức Good Neighbor International, hay còn gọi là tổ chức GNI Hàn Quốc, và quỹ 1% của tập đoàn công nghệ nặng Hyundai hỗ trợ đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu năm 2024 với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Hiện, thư viện có trên 9.000 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc của trẻ em và người dân. Đây là cũng là một điều rất là phấn khởi cho cái cơ sở tổ 11 này, cũng như là ở phường Thịnh Lang này là trước đây hay trẻ con ở ngày nghỉ này là hay đi ra chỗ bồi sông đi lang thang đường, nhưng bây giờ khi có cái thư viện này là các cháu là tập trung về rất là đông và để xem, và đây là cũng điều rất là tốt mà cũng là cái giảm bớt cái tai nạn đi ra ngoài đường. Tỉnh Hòa Bình hiện có hơn 226.000 trẻ em, chiếm gần 26% dân số toàn tỉnh, trong đó gần 3.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và 52.840 trẻ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em là chủ đề của Tháng Hành động vì trẻ em năm 2024. Tháng Hành động vì trẻ em diễn ra từ ngày 1 đến 30 tháng 6 với nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ được phát triển toàn diện. Em mong muốn là thêm những chương trình kỹ năng sống về mạng xã hội, về phòng tránh đuối nước và xâm hại trẻ em. Em muốn là thành phố Hòa Bình sẽ đầu tư thêm những khu vực vui chơi an toàn để bọn em có thể vui chơi ạ. Tại chương trình phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2024, có 32 cơ quan đơn vị đăng ký ủng hộ với kinh phí trên 800 triệu đồng.
6 tháng đầu năm 2024 đã hỗ trợ cho 1.982 trẻ em với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có 12 vụ tai nạn thương tích làm 14 trẻ em bị tử vong, trong đó có 10 trẻ bị đuối nước. Các sân chơi cho trẻ còn thiếu, nhất là trẻ ở vùng khó khăn. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em này thì không chỉ dừng lại ở trong tháng hành động của trẻ em mà đã xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố. Thì các ban ngành đoàn thể thành phố thì đã thực sự là vào cuộc để mà chung tay cùng với lại toàn xã hội để chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Để tạo dựng môi trường phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ, hơn bao giờ hết, rất cần đến sự chung tay của cộng đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Đồng thời, xã hội hãy lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm những hành vi sai trái với trẻ em, tạo môi trường sống tốt, an toàn, lành mạnh cho trẻ em, phát triển toàn diện. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Ngày 7 tháng 7, cử tri Pháp đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 của nước này. Các chuyên gia dự đoán Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của Pháp và các đồng minh sẽ giành được nhiều sự ủng hộ nhất trong vòng bỏ phiếu lần này. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử Hạ viện hồi tuần trước, Đảng Tập hợp Quốc gia đã giành được hơn 30% phiếu ủng hộ. Liên minh cánh tả, mặt trận bình dân mới đứng thứ hai, trong khi liên minh cầm quyền trung dung do Tổng thống Emmanuel Macron lãnh đạo đứng thứ ba. Trước thềm cuộc bầu cử vòng 2, công ty nghiên cứu Ipsos đã đưa ra dự đoán kết quả dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến. Theo đó, Đảng Tập hợp Quốc gia có thể sẽ giành được từ 175 đến 205 ghế, Đảng Mặt trận Bình dân mới sẽ có được 145 đến 175 ghế, còn phe cầm quyền sẽ giành được từ 118 đến 148 ghế. Liên minh Mặt trận Bình dân mới cánh tả và nhóm cầm quyền trung dung dự kiến sẽ giành được nhiều ghế hơn so với tuần trước, nhưng có thể họ sẽ bị liên minh cực hữu áp đảo về số lượng. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng ngày 7 tháng 7 và công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành trong ngày. Tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước Nga Rostec vừa cho biết sẽ bắt đầu sản xuất đạn pháo Mengele 3VBM-17 cho xe tăng T-72 và T-90 của quân đội Ấn Độ. Theo thông báo của Rostec, công ty con Rosoboronexport của tập đoàn này đã thành lập một cơ sở sản xuất đạn pháo xe tăng Mengele 3VBM-17 ở Ấn Độ. Đạn 125mm được thiết kế để bắn từ pháo của xe tăng T-72 và T-90 do quân đội Ấn Độ triển khai. Rostec cho biết những loại đạn này nhằm mục tiêu nhắm vào các phương tiện bọc thép có lớp bảo vệ tổng hợp. Trước đó, tập đoàn Rostec thông báo rằng một liên doanh Ấn Độ-Nga đã sản xuất và chuyển giao 35.000 khẩu súng trường AK-203 Kalashnikov cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ. AK-203 được sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ và thiết bị độc quyền từ Nga. Lực lượng Hamas vừa được cho là đã thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ trong các cuộc đàm phán qua trung gian về một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và thỏa thuận trao trả con tin. Lực lượng Israel vẫn đang tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và tấn công trên bộ ở Gaza. Các thành phố Rafah và Khan Yunis ở phía nam Gaza, nơi có nhiều người di tản đang trú ẩn đã bị tấn công. Theo kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas vẫn tiếp tục thông qua Qatar và các nước trung gian hòa giải khác. Hãng tin Reuters đưa tin Hamas đang thể hiện sự nhượng bộ đối với thỏa thuận ngừng bắn theo 3 giai đoạn do Mỹ đề xuất. Hamas được cho là không còn yêu cầu điều kiện tiên quyết là Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn, đồng thời sẽ cho phép các cuộc đàm phán đạt được thỏa thuận trong giai đoạn 6 tuần đầu tiên. Bộ Ngoại giao Ai Cập vừa cho biết nước này đã tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua ở Sudan. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao và Di cư Ai Cập Ras Abdelrasti đang chủ trì lễ khai mạc hội nghị các lực lượng dân sự và chính trị Sudan tại Cairo. Các đại diện của Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Phi, Liên đoàn Ả Rập, Liên minh Châu Âu và một số quốc gia chủ trì liên quan đến vấn đề Sudan đã tham dự hội nghị. Phía Ai Cập đã nêu bật mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay ảnh hưởng đến Sudan suốt hơn một năm, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức và lâu dài hoạt động quân sự ở Sudan để cứu người dân và các thể chế nhà nước của Sudan.
Theo Liên Hợp Quốc, kể từ giữa tháng 4 năm 2023, cuộc nội chiến ở Sudan đã khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng và 8,5 triệu người khác phải di tản. Đỉnh Everest là một trong những địa điểm leo núi hấp dẫn nhất thế giới. Hàng nghìn người đã đến đây để chinh phục đỉnh núi này. Tuy nhiên, việc nhiều người leo núi đổ tới đây cũng đã khiến đỉnh Everest trở thành nơi được gọi là bãi rác cao nhất thế giới. Theo các chuyên gia, sẽ phải mất nhiều năm để dọn sạch rác thải trên đỉnh Everest. Giới chức Nepal phối hợp cùng những người leo núi thuần thục tại khu vực này tổ chức chiến dịch dọn rác. Họ đã dọn dẹp 11 tấn rác cùng với cả thi thể người trong mùa leo núi năm nay. Trong số 11 tấn rác được loại bỏ, 3 tấn rác có thể phân hủy được đưa đến các ngôi làng gần chân núi Everest và 8 tấn còn lại được chở bằng xe tải đến Kathmandu. Ở đó, rác được phân loại để tái chế tại một cơ sở do một cơ quan quản lý chất thải điều hành. Trong những năm gần đây, chính phủ Nepal yêu cầu những người leo núi phải mang rác trở lại hoặc mất tiền đặt cọc, cùng với việc nâng cao nhận thức của những người leo núi về môi trường đã làm giảm đáng kể lượng rác thải bỏ lại. Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải là một kỹ thuật phổ biến và độc đáo của dân tộc Mông xã Pà Cò, huyện vùng cao Mai Châu. Bằng bàn tay khéo léo cộng với trí tưởng tượng phong phú, những người phụ nữ bản địa đã sử dụng sáp ong để tạo ra những hình ảnh hoa văn độc đáo nhằm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của các sản phẩm truyền thống. Những giá trị văn hóa đặc sắc này đang được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Trong phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông Pà Cò. Chị Sùng Y Nông, xóm Pà Cò 1, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, từ nhỏ đã được các bà, các mẹ cầm tay chỉ dạy nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải. Đến khi trưởng thành, chị lại truyền dạy cho các con của mình. Quy trình vẽ hoa văn sáp ong trên vải mới nghe tưởng như đơn giản, nhưng theo chị Sùng Y Nông, để làm được một chiếc váy hoàn chỉnh, phụ nữ Mông phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian. Toàn bộ các khâu đều được thực hiện thủ công, mỗi tấm vải sẽ có hoa văn khác nhau tùy theo sở thích và sự tưởng tượng, sáng tạo của từng người vẽ. Thế này thức của chị học của các bà ra, bây giờ các bà lại dạy các lớp trẻ xong lấy đến lừa hội chị xong lấy. Xong hồi chị lại dạy các lớp trẻ hơn nữa. Chị em toàn đi làm thuê nhiều nhưng mà bây giờ bắt đầu làm cái vế này là không biết đi làm thuê nữa. Lại muốn phát triển thêm làm một cái hợp tác xã để cho chị em, giúp cho chị em là thoát nghèo. Từ vé thì cháu cũng thấy bố mẹ với cả ông bà hay làm. Thì cháu cũng xem học hỏi xong lớn thì mẹ lại dạy cho cháu làm. Thi thoảng về hè hoặc là về nghỉ cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì cháu lại về giúp đỡ mẹ với gia đình. Cũng muốn là sau này lớn lên giữ gìn cái bản sắc dân tộc này của dân tộc. Nói đến nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông tại xã Pà Cò, huyện vùng cao Mai Châu, không thể không nhắc đến nghề thủ công truyền thống, vẽ sáp ong. Nghề này không chỉ phục vụ hoạt động đời sống, sinh hoạt, sản xuất, mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con vùng cao nơi đây, khi sản phẩm thổ cẩm vẽ bằng sáp ong của người Mông còn được nhiều khách quốc tế rất ưa chuộng. Xã Pà Cò hiện có khoảng 50 hộ đang làm nghề vẽ sáp ong. Theo phong tục của người Mông, nghề vẽ sáp ong được mẹ truyền cho con gái từ đời nọ sang đời kia. Bằng đôi bàn tay khéo léo, họ đã vẽ nên những sản phẩm độc đáo với những họa tiết hoa văn tinh tế, biểu đạt giá trị văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mông. Và hiện nay thì cái nghề vẽ sáp ong theo truyền thống của đồng bào thì cũng đang có hướng là phát triển. Tới đây sẽ tiếp tục mở rộng các cái điểm, nhất là cái điểm trải nghiệm, sẽ tiếp tục mở rộng và cũng khuyến khích cho các hộ gia đình đang có các cái nghệ nhân mà biết vẽ để tiếp tục khôi phục lại và tổ chức mở các cái điểm để cho khách du lịch đến để trải nghiệm. Với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, bản sắc văn hóa truyền thống, bản làng người Mông xã Pà Cò đã tạo ra sức hút du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến Mai Châu trong những năm gần đây. Ý thức được tiềm năng thế mạnh đó, đồng bào người Mông đã và đang chú trọng gìn giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc mình, trong đó có nghệ thuật vẽ sáp ong. Từ đó góp phần đưa nghệ thuật vẽ sáp ong trở thành điểm nhấn trong du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng ở địa phương. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone.
hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV, ứng dụng HBTV Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.